Laptop Acer Swift 14 AI, laptop Copilot AI PC lần đầu tiên sử dụng bộ vi xử lý đó là Intel Core Ultra V. Cùng Minh Phong tìm hiểu nhé. Phần thiết kế ngoại hình thì chiếc máy được khoác lên mình một màu sắc cực kỳ bắt mắt và sang trọng, đó là màu Steam Blue. Và ngoài ra thì máy được thiết kế bằng nhôm nghiêng khói gọi nôm na đó là aluminum, trọng lượng chỉ 1,6 kg, cực kỳ nhẹ. Có nhiều bạn so sánh là cái chiếc laptop này chỉ bằng một cuốn sách thôi, nhưng mà cuốn sách có thể mở ra 180 độ, còn chiếc laptop này thì sao, cũng có thể mở ra 180 độ như anh em đang thấy đây. Nhiều anh em cứ nghĩ là khi mà mở ra gấp lại nhiều lần như thế này thì cái bản lề nó sẽ rất là dễ hư hỏng luôn. Nhưng mà ở chiếc laptop này, bản lề cực kỳ chắc chắn và bền bỉ cho anh em sử dụng nhiều năm liền mà không hề hấn gì. Về phần màn hình của chiếc laptop này thì với màn lên tới 14 inch cùng với đó là tấm nền OLED hỗ trợ HDR và chuẩn màu 100% DCI-P3, cho nên là anh em sử dụng chiếc laptop này để chơi game, thiết kế đồ hay là học tập thì vô tư. Và một điều đáng phải nói, khi mà chúng ta sử dụng chiếc laptop này vài giờ liền thì ở chiếc laptop này được trang bị tấm nền được bảo trợ này, cũng như là hỗ trợ đó là công nghệ bảo vệ mắt ISAP 2.0 và giảm lên tới là 50% ánh sáng xanh cũng như là 20% ánh sáng xanh ảnh hưởng đến mắt của mình. Thì ở phần cấu hình thì chúng ta sẽ có hai sự lựa chọn, thì chiếc mà Minh Phong đang cầm đó là Swift 14 AI SF1451 là phiên bản sử dụng con chip đó là Intel Core Ultra 258V, và một phiên bản còn lại đó là SF1451 53B9 sử dụng con chip đó là Intel Core Ultra 5 226V. Còn về phần card đồ họa của chiếc laptop này sử dụng con chip đó là Intel ARC Graphics, cho nên là anh em thiết kế đồ họa hay là màu sắc mà chúng ta nhận được cực kỳ bắt mắt và đẹp mắt. Và anh em có thể sử dụng chiếc laptop này để xem phim lên tới là 14 tiếng liền. Và ngoài ra thì chúng ta có thể hỗ trợ sạc nhanh lên tới là 65W, cùng với đó là sạc nhanh 50% trong vòng 30 phút. Và những điều đặc biệt chỉ có trên chiếc Acer sử dụng Copilot PC này đó là những cái tính năng như đó là Recall này, rồi Live Caption này, rồi Creator và Windows Studio Effect. Thì bây giờ Minh Phong sẽ làm mẫu cho mọi người xem. Thì khi mà chúng ta ấn phím Copilot ở trên màn hình rồi thì nó sẽ hiện ra một cái thanh đó là Copilot Microsoft Copilot Your AI Companion. Thì chúng ta sẽ có thể sử dụng giọng nói của mình ở đây để có thể sử dụng, ví dụ như là thế nào là một chiếc laptop xịn thì chúng ta có thể tìm ở đây, hoặc là chúng ta có thể chèn thêm về các cái ảnh này cũng như là các cái hoạt ảnh khác ở trên chính chiếc laptop của chúng ta, cũng như là cái phần mềm Copilot này. Đây, bây giờ Minh Phong sẽ làm mẫu này. Laptop Acer xịn đến mức nào? À, Minh Phong chưa, thì Minh Phong chưa tải YubiKey cho nên là laptop Acer xịn không? Mạnh không nhá. Okay. Thế ở đây thì công nghệ AI nó sẽ hỗ trợ cho chúng ta tìm cũng như là đưa ra những thông tin chính xác nhất. Rồi, và ngoài ra thì trên chính chiếc laptop này chúng ta còn có những cái tính năng khác. Ở trên góc bên phải của chiếc laptop này chúng ta sẽ có một nút đó là phím Acer Sync. Thì ở trong này nó sẽ hỗ trợ cho chúng ta những cái phần mềm như sau. Đây, khi mà chúng ta ấn nhẹ vào một phát thì nó sẽ hiện lên phần mềm Acer Sync ở đây. Thì chúng ta sẽ có bốn thanh công cụ chính, đó là phần Home này, Track Up này, và Personal Setting và App Center. Thì ở phần Home này thì chúng ta có thể điều chỉnh về các cái chế độ như là Silent, Normal hay là Performance. Và lướt xuống một xíu thì chúng ta sẽ có về những phần trăm của RAM này, cũng như nhiệt độ của CPU và nhiệt độ của chiếc laptop mình, và cùng với đó là dung lượng pin. Và ngoài ra ở phần Personal Setting là phần mềm mà chúng ta nghĩ nó rất là cần thiết cho anh em của chúng ta đó, tại vì nó sẽ riêng cũng như là thiết kế cho bản thân của mình phù hợp nhất, cũng như là tương thích và hỗ trợ mạnh nhất ở công nghệ AI đối với chúng ta khi sử dụng chiếc laptop này. Thì ở phần này thì chúng ta sẽ có những cái công cụ như là pin này, cũng như là sạc này, hoặc là cái System Usage Mode là cái chế độ mà chúng ta đã sử dụng ở phần Home. Và bên dưới một xíu thì chúng ta sẽ có điều khiển về màn hình này, screen này. Rồi, và ngoài ra thì chúng ta còn có luôn cả điều chỉnh Talkback. Đấy, ở đây đầy đủ bốn cái phần mềm lớn của cái phần Personal Setting ở đây. Và chúng ta đã sử dụng đó là Acer Sync 2.0 rồi đúng. Thì ngoài ra chiếc laptop này còn có một thứ 2.0 nữa, đó là hỗ trợ âm thanh Verify View cũng như là Verify Voice 2.0, cực kỳ sống động cho anh em có thể gọi với bạn bè hoặc là học tập hay là chiến game.
Ngoài việc phục vụ nhu cầu giải trí của anh em thì Acer cũng hiểu tâm lý người dùng, còn mang đến một biện pháp giúp bảo vệ sức khỏe, đó là máy lọc không khí Acer View Cool C2 cực kỳ hấp dẫn với mức giá lên tới là 8.590.000 đồng, cùng với đó là thẻ quà tặng trị giá 200.000 đồng Got It. Và thời gian diễn ra chương trình đó là từ ngày 6 tháng 12 cho tới ngày 31 tháng 3 năm 2025. Cho nên là anh em hãy nhanh tay đến ngay Hicom để săn những sản phẩm Minh Phong để ở đây nhé, để có thể sở hữu về những quà hấp dẫn như thế này. Và vừa rồi là tất tần tật những thông tin ở chiếc laptop sử dụng con chip Intel Core Ultra V đầu tiên, đó là Acer Swift 14 AI. Nếu các anh em thấy thích chiếc laptop này thì hãy nhanh tay đến ngay Hicom. Còn bây giờ đừng quên like, subscribe cũng như là bật chuông thông báo để nhận những thông tin mới nhất đến từ Hicom nhé.